mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với sự tốt của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu. Bức tranh hôm nay mình sẽ tô màu đó chính là một chiếc xe đạp nha mọi người. Mọi người cùng theo dõi video của mình. Chiến này nhổ cái mồm vào Chiến này. Chiến này nhổ cái mồm thôi. Đấy, bán hai phát rồi đạp này. Chưa được 600 cái. Thôi anh em được có 400 cái này. In than ít thôi. Rồi 10 ngày nữa mà mỗi ngày là phải đủ 40 cái thì mới đủ. Thêm 10 ngày nữa mỗi ngày 60 cái nữa ra này. Tại sao mày lùa tao một chiến? Đó là để em không chịu làm được. Trừ đi một cái ngày mà em kháng tay đi. Đứa ai tính những ngày đó chị em ạ? Sếp không tính những ngày đó chị em. Thì những cái ngày đấy mỗi ngày tính cho em 35 cái thôi thầy. Không. Tôi quay video xong sắp tưởng đơn giản lắm vậy á. 2 ngày kháng là được 70 cái rồi. 2 ngày kháng xong 1 ngày thứ bảy nghỉ, 1 ngày chủ nhật được là mấy rồi? Âm mấy rồi? Em nghỉ em không lấy lương nhưng mà là phải tính bù cái ngày đó cho em đi. Không. Cái đấy làm sao mà tính được? Không, em nghĩ có được. Em nghĩ là việc của em chứ còn cái việc em hoàn thành em phải làm được. Không, em nghĩ em không được nhận lương thì em không phải làm. Gần mấy ngày rồi chưa có cơm mà chị dám. Có cơm hay không? Bỏi lại. Chị không biết. Trời ơi, đói lắm rồi. Quay xuống ngóng xuống đi. Đâu ai? Ngóng xuống xem mùa. Ngóng xuống xem có không? Mày có mùa à? Ngân đây, đây. À, Nguyệt đây. Vâng, để em. Quay cho lấy chị đấy. Thì ngóng cơm đi. Bây giờ thì còn hello. 12 giờ rồi còn hello. Đủ ấy. Vì đó là này trong bức tranh này đây nha. Để nhận lại các bạn vào những video tiếp theo các bạn. 12 giờ rồi còn hello. Hello hay lạ gì đây. Ăn xong rồi. Em ngóng xuống rồi có cơm chưa? Đúng, chị có canh ngày nay chị ăn canh nha. Chưa có là lại vô. Anh đi anh. Tao có lại bà đi. Đi mình thích màu hồng nên mình sẽ tô chiếc xe đạp màu hồng. Kiếm xong bắn kìa, bắn kìa, bóng kìa. Phải đi về ngay, đi về ngay. Còn bắn, đừng đứng dậy đi. Đừng dậy, đừng dậy. Nhìn ra đây. Nhìn ra đây chơi không? Thế là ai dùng video của Nguyệt đấy Nguyệt? Có ai đâu, không có ai mà. Có ai cũng
Ôi, nhìn nhanh quá ấy. Sợ rồi. Ôi, nhìn liên tục quá rồi. Vừa thấy ném cái cục đấy ra xong lại ném tiếp. Video tô màu và chiếc xe đạp hôm nay của mình đến là kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Mọi người nhớ ủng hộ cho kênh của mình bằng cách cho mình xin một lượt like, một lượt share và một lượt subscribe nha. Bye bye.